Tập thể dục có rất nhiều lợi ích cho tâm trí và cơ thể. Và một nghiên cứu mới được công bố trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia đã gợi ý rằng ngay cả những lần tập thể dục nhẹ cũng có thể cải thiện ngay lập tức chức năng ghi nhớ. Trong nghiên cứu, 36 thanh niên khỏe mạnh đã tham gia vào hai thí nghiệm liên kết giữa tập thể dục với trí nhớ. Trong cả hai thí nghiệm, những người tham gia đã hoàn thành 10 phút tập thể dục nhẹ trên xe đạp nằm nghiêng hoặc trong điều kiện kiểm soát. Ngồi trên xe đạp đứng yên trong 10 phút mà không đạp, tất cả những người tham gia đã hoàn thành cả thí nghiệm và điều kiện đối chứng vào các ngày khác nhau trong một thứ tự ngẫu nhiên. Trong thí nghiệm đầu tiên, 20 người tham gia đã hoàn thành một nhiệm vụ ghi nhớ liên quan đến việc nhìn và sau đó nhớ lại các vật dụng sau khi họ tập thể dục xong. Trong thử nghiệm thứ hai, 16 người tham gia khác cũng hoàn thành nhiệm vụ tương tự, tuy nhiên, ngay sau khi họ tập thể dục xong, các bản quét MRI về hoạt động não của họ đã được thực hiện. Trong cả hai điều kiện thử nghiệm, những người tham gia tập thể dục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ ghi nhớ. Ngoài ra, ảnh quét MRI của những người tham gia tập thể dục cho thấy khả năng kết nối tốt hơn trong các vùng của não liên quan đến xử lý bộ nhớ chi tiết. Ở cấp độ cá nhân, kết nối cao hơn trên quét MRI dự đoán hiệu suất tốt hơn trong nhiệm vụ thu hồi. Nghiên cứu trước đây thường tập trung vào cách tập thể dục thúc đẩy sự phát triển của các tế bào não mới. Nhưng thí nghiệm này cho thấy lợi ích tức thì của việc tập thể dục liên quan đến trí nhớ và khả năng kết nối trong não. Một khía cạnh nổi bật của thí nghiệm này là bài tập rất nhẹ và chỉ kéo dài trong 10 phút. Như đã báo cáo trước đây, 10 phút tập thể dục mỗi ngày cũng có thể tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch và tuổi thọ tổng thể. Dành thời gian nghỉ tương đối ngắn trong ngày để đi bộ hoặc tập yoga nhẹ sẽ có lợi cho tim, não và sức khỏe tổng thể của bạn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.